Đây đẹp không cả nhà? Hamilton Thụy Sĩ Swiss Made. Đó, automatic nha. Kèm theo một con ý automatic. Mặt thánh giá nha. Mặt vàng. Đều có cốt tai nha. Con Hamilton này là full box. Kính Sapphire size 42, dòng phi công. Rất đẹp nữa nha. Lỗ máy đó, có cốt tai size 38 càng 45, bọc lạ. Đây Hamilton bao chính hãng ở đằng sau á, thấy không? Full box nha. Đó, mới tinh luôn. Có cốt tai, có hacking stop, ô lịch lọc. Quá nét luôn. Hơn chục là có nha cả nhà. Con này hơn chục nha. Đó. Còn này hơn hai là có. Bao cả nhà tìm được con thứ hai luôn. Lộ máy Salvatore Mara Italy, hàng của Ý nha.